Rồi, em xin chào tất cả anh chị cô chú nha. Giao lưu một cây bẩm sậm trà phục kiến nha. Cây này em khai thác bầu đất hơn nha anh chị cô chú. Cây quá đẹp luôn. Cái này cái hoành đây là 5 nha anh chị cô chú. Cao từ cái mặt bầu lên là 27. Còn cái tán ngang của nó là 35 nha anh chị cô chú. Tán ngang bay đổ xuống là 35 nha. Để đánh cò rất đẹp luôn. Quá dễ thương nha. Một bẩm sậm trà phúc kiến nha anh chị cô chú. Hàng mới vừa khai thác về nha. Rồi, cảm ơn anh chị cô chú đã xem bài và ủng hộ luôn.